Vừa trở lại, Bích Phương đã vướng nghi vấn xúc phạm tôn giáo. Nữ ca sĩ bị cho là xúc phạm tôn giáo với loạt hình ảnh gây tranh cãi trong MV Chị Ngã Em Nâng. Tối 18 tháng 11, Bích Phương vừa cho ra mắt MV Chị Ngã Em Nâng và nhận nhiều sự chú ý từ khán giả. Ngoài việc lột xác thay đổi về mặt hình ảnh, nữ ca sĩ cũng muốn truyền tải nhiều thông điệp tích cực đến người xem thông qua bài hát mang tính nhân văn này. Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng của nữ ca sĩ, khi MV vừa ra mắt không lâu, cô đã vấp phải luồng nhiều ý kiến tranh cãi về một vấn đề không liên quan đến âm nhạc. Theo đó, một số trang mạng xã hội đang kêu gọi tẩy chay phản đối Bích Phương vì hành động đập nát trứng phục sinh, thiêu đốt hàng loạt cây thánh giá và hóa thân thành mẹ Maria ôm con quái vật và bị hỏa thiêu ở đầu MV. MV Chị Ngã Em Nâng của Bích Phương gây tranh cãi vì bị cho là xúc phạm tôn giáo. Ngay khi vụ việc trở nên ồn ào trên mạng xã hội, mới đây Bích Phương đã lên tiếng làm rõ vấn đề. Theo giọng ca Bùa Yêu, những gì mà cộng đồng mạng đang đồn đoán hoàn toàn trái ngược với thông điệp mà nữ ca sĩ và ekip muốn gửi gắm trong MV này. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm lên tiếng, không phải chỉ vì quyền lợi của bản thân, mà quan trọng hơn là sự trả lại sự trong sạch nhân văn cho bài hát. Chị Ngã Em Nâng cũng như toàn bộ ekip sản xuất ra hình ảnh của ca khúc này, nữ ca sĩ bộc bạch. Trước nghi vấn đập nát trứng phục sinh, Bích Phương giải thích, theo như hiểu biết của tôi và ekip thì trứng phục sinh là những quả trứng luộc, trứng nhựa, trứng sô-cô-la được trang trí hoa văn bên ngoài. Còn những quả trứng trong MV của tôi là trứng sống, mỗi quả trứng đều có gắn cặp râu là hình tượng của nhân vật nam trong bài hát. Giọng ca Bao Giờ Lấy Chồng cho biết thêm, việc đập nát những quả trứng này hoàn toàn không có ẩn ý tôn giáo, mà chỉ là hành động biểu hiện sự tức giận, hoang mang, lo lắng của các nhân vật trong MV. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng phủ nhận nghi vấn thiêu rụi các cây thánh giá, bởi đạo cụ được sử dụng trong ca khúc này đều là những con bùa nhìn được làm bằng rơm. Bất kỳ ai xem qua MV cũng phân biệt rõ được điều này. Tạo hình của tôi trong bài hát là một bà đồng, không phải Đức Mẹ. Tôi mặc một chiếc váy có in hình Đức Mẹ, không có nghĩa là tôi hóa thân thành Đức Mẹ xuyên suốt MV. Tôi cũng không có hành động nào xúc phạm đến hình ảnh của mẹ, cũng chẳng đốt cháy hình ảnh của mẹ như người ta đồn thổi, Bích Phương giải thích. Nữ ca sĩ nói thêm, thông điệp mà cô muốn truyền tải trong MV là lên án vấn nạn bạo hành gia đình, phê phán những người đàn ông bạo hành và rũ bỏ trách nhiệm với người mình yêu, cũng như đề cao tình cảm chị em đùm bọc, che chở lẫn nhau khi xảy ra hoạn nạn. Những thông tin đang lan truyền trên mạng là hoàn toàn xuyên tạc nội dung và hình ảnh trong MV, mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu mục đích của những bài viết đó là gì. Trong suốt 7 năm làm nghề, tôi tự hào vì mình chưa bao giờ chủ động sử dụng chiêu trò scandal để được khán giả quan tâm. Với những ca khúc mang thông điệp nhân văn như thế này, tôi càng không bao giờ dùng tôn giáo để gây sự chú ý, nữ ca sĩ khẳng định.